hiện đại, chuyên nghiệp và vô cùng hoành tráng là những cảm nhận đầu tiên về đội máy bay không người lái. Đội bay này được thành lập và hoạt động theo phong trào tập hợp những bạn trẻ yêu thích điều khiển máy bay không người lái trên địa bàn huyện Trảng Bom và các huyện lân cận. Với cái thị hiếu hiện nay thì giới trẻ đang đam mê tìm hiểu về cái mô hình này vì nó giúp ích rất là nhiều cho người dân, tránh cái tình trạng mà người dân phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Thì mới anh em mới tập hợp những các bạn mà nhiệt huyết về cái đam mê sở thích này cùng ngành nghề để các bạn ứng dụng những cái mô hình thực tiễn này giúp đỡ người dân tránh cái vụ như là mình bị tác hại trực tiếp từ thuốc, và cái thứ hai thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Sau một thời gian sinh hoạt, vào đầu tháng 7 năm nay, câu lạc bộ chính thức ra mắt với tên gọi câu lạc bộ máy bay ứng dụng hỗ trợ nông nghiệp Đồng Nai. Thông qua điều lệ hoạt động, câu lạc bộ máy bay ứng dụng hỗ trợ nông nghiệp Đồng Nai hoạt động trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Các thành viên tham gia câu lạc bộ là những tập thể cá nhân đam mê điều khiển máy bay không người lái, ứng dụng hỗ trợ ngành nông nghiệp như phun thuốc, gieo hạt, rải phân bón và truyền thông cho các hoạt động trên địa bàn tỉnh. Cái việc mà thành lập các cái câu lạc bộ tổ đội nhóm theo cái sở thích nguyện vọng của các bạn đoàn viên hội viên thanh niên trong thời gian qua thì được Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng như là Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đặc biệt là quan tâm, vì đây là một trong những cái hình thức, những cái mô hình mà tập hợp đoàn kết thanh niên mang lại hiệu quả. Thì đối với cái câu lạc bộ máy bay ứng dụng hỗ trợ nông nghiệp thì đã được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh theo dõi rồi khảo sát và làm việc với các anh chị thanh niên có cái sở thích này. Thì qua cái thời gian làm việc thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh hướng đến cái thành lập cái câu lạc bộ máy bay ứng dụng hỗ trợ nông nghiệp. Trong điều lệ hoạt động của câu lạc bộ cũng lưu ý, khi tham gia câu lạc bộ, các thành viên thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch mà câu lạc bộ đã thông qua, không lấy danh nghĩa của câu lạc bộ để phục vụ mục đích riêng của các cá nhân. Đặc biệt khi tham gia bay phải được cấp phép do cơ quan chức năng xác nhận. Theo dự kiến, sau khi ra mắt, câu lạc bộ sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch củng cố hoạt động của câu lạc bộ và nhanh chóng chuẩn bị tổ chức đại hội theo đúng điều lệ và quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Thiết bị thì bên em hiện tại là gồm được 12 máy. Dạ, thì có thể là sau này là sẽ mở rộng thu hút thêm các bạn trẻ khác để mình đam mê. Thì ngoài những việc về các bạn có thiết bị ra thì bên em vẫn khuyến khích các bạn mới kiểu như mình muốn tìm hiểu về cái mô hình này thì mình sẽ có những cái trang bị sẵn để các bạn thực tiễn vấn đề đó mà không phải bỏ chi phí gì. Tại vì nếu mà đầu tư một con máy thì chi phí nó cao thì các bạn trẻ khởi nghiệp nó rất là khó khăn. Thì bên em có các bạn giúp cho các bạn trẻ bây giờ nó thực tiễn, tiếp xúc với thực tế, nhận được cái mô hình của nó. Rồi sau này thì các bạn sẽ phát triển hơn trong cái cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất, lợi nhuận, tối ưu hóa sản xuất và đem lại nhiều cơ hội phát triển. Đồng thời, câu lạc bộ hoạt động để các bạn trẻ đam mê máy bay không người lái có cơ hội phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia các công tác xã hội, ứng dụng hỗ trợ ngành nông nghiệp tại tỉnh nhà. Thì đối với lĩnh vực công nghệ thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng như là Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh thì cũng đã có cái xây dựng một cái mô hình, đó là trong cái việc mà huy động các bạn đam mê những cái công nghệ, đặc biệt là trong cái sử dụng công nghệ 4.0 để thành lập một cái câu lạc bộ trực thuộc Ủy ban Hội tỉnh để cho các bạn có cái việc mà phát huy hết những cái tài năng, những cái kỹ thuật, những cái công nghệ của mình đã được tiếp cận để nhân rộng và trao đổi những cái kinh nghiệm, những cái kỹ thuật cho các bạn khác, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà khoa học công nghệ về cái những cái xây dựng những cái app, những cái phần mềm rồi những cái trang web mà phục vụ cho cái công tác đoàn cũng như là cái những cái sàn thương mại điện tử. Tương tự, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Đồng Nai sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ các tập thể cá nhân trong quá trình hình thành và xây dựng ý tưởng dự án mới hiệu quả, đặc biệt là những dự án về phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, góp phần để nông nghiệp số tại Đồng Nai thực sự cất cánh phát triển.